Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, trước khi bước vào buổi pháp thoại chiều hôm nay, xin mời quý vị chúng ta ngồi lắng lòng trong ít phút. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên Hòa Thượng Hoằng Pháp Ân Sư. Kính bạch trên Chư Tôn Đức. Kính thưa toàn thể các bạn trẻ. Lời đầu tiên xin cho phép chúng con được gửi lời vấn an sức khỏe lên Hòa Thượng Ân Sư và Chư Tôn Đức trong Chùa Hoằng Pháp, và gửi lời chúc an lành đến tất cả các bạn trẻ, các Phật tử có mặt trong buổi chiều ngày hôm nay. Các bạn có biết là ngày hôm nay các bạn quá đáng lắm không? Chiều hôm nay các bạn rất là quá đáng. Có ba điều. Thứ nhất là các bạn quá xứng đáng để được thương yêu. Tại vì ngày hôm qua có gần 10.000 bạn đã tập trung về chùa Hoằng Pháp, bất chấp không có chỗ ngủ, phải ngủ ngoài hành lang, thiếu đồ ăn, rồi ban đêm là Tâm Nguyên cũng nghe những cái tiếng giông nữa, đúng không? Sắp mưa, bản thân Tâm Nguyên cũng rất là lo lắng, nhưng mà cũng may mắn là chúng ta không có bị mưa đêm hôm qua. Và các bạn đã rất là dễ thương, thiếu mền mùng, thiếu chỗ ngủ, nhưng mà đã trú lại tới giờ phút bây giờ. Đó là một điều rất đáng được trân trọng. Cái điều quá đáng thứ hai nữa đó là các bạn quá đáng yêu. Tại vì dù cho đêm qua có những người ngủ không được, đúng không? Thiếu mền mùng, bị muỗi chích, nhưng mà bây giờ nhìn mặt ai cũng rất là tươi tắn cả. Cho nên các bạn ở đây ai cũng đáng yêu cả. Và cái quá đáng thứ ba đó là đáng đời. Đáng đời là sao? Là các bạn đến đây và sống một đời xứng đáng. Chúng ta dám tới đây để sống với chính mình. Chúng ta chấp nhận để cho thân mình vất vưởng. Nhưng mà chúng ta nâng cái tâm hồn mình lên lý tưởng tầm cao. Các bạn thật là gì ạ? Thật là amazing. Và Trung Nguyên xin chúc mừng các bạn. Đối với các bạn sinh viên là các bạn ngày hôm nay có mặt ở đây, mình bỏ được 6 cái thứ mà các bạn ghét nhất. Các bạn có biết 6 thứ đó là gì không ạ? Có biết không? Thứ hai. Thứ ba. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu và thứ bảy. Là những ngày mà chúng ta phải rộn ràng với bài vợ và bận rộn với cuộc sống. Chúng ta đến đây chỉ còn một ngày thứ mấy? Ngày Chủ Nhật. Là chúng ta bỏ được 6 thứ mà chúng ta ghét nhất. Một ngày Chủ Nhật là gì? Chủ là làm chủ. Nhật là gì ạ? Nhật là ngày. Một ngày mà chúng ta đến đây để làm chủ chính mình, thì ngày đó là ngày tuyệt vời nhất. Các bạn thấy là đêm qua cho dù mình không có chăn mền để mà ngủ, ăn thì thiếu thốn, mà các bạn có thấy hạnh phúc không? Hạnh phúc có đơn giản không? Cuộc sống rất là đơn giản, đúng không? Cho nên chúng ta đừng có make it complicated. Mà phải sao? Enjoy. Enjoy cái moment này. Nhưng mà các bạn biết không, là có nhiều bạn đã đi vào tới đây bỏ được hết 6 thứ rồi mà không có chịu enjoy cái moment này. Có bạn tới chùa mới gặp thầy cái hỏi: Thầy ơi,
chùa mình có quý phi không? Thầy nói trong chùa này chỉ có hòa thượng thôi, làm gì có quý phi. Thầy hỏi quý phi là sao? Bạn nói là mạng đó thầy, quý phi đó. Bạn nói thầy ơi, thầy cho mạng của thầy đi. Thầy nói dạ mô Phật, bần tăng chỉ có một mạng để tu thôi. Xin thí chủ hãy tập phóng sanh cho đừng có mà sát sanh. Các bạn hôm nay đi đâu cũng đòi mạng người ta hết trơn. Chúng ta bị kẹt vào trong đó. Chúng ta kẹt quá nhiều những thứ vào trong cái mạng. Mà mình quên gì ạ? Mình quên phải phóng sanh. Phóng sanh là sao? Là làm cho mình được sống và làm cho mọi người được sống. Đó là chúng ta đang tự cho mình một cái quyền được sống, cho đừng có gì ạ? Đừng có sát sanh, là đừng có để mình chết ở trong những cái mạng nữa. Buổi chiều ngày hôm nay tới các bạn có mệt không? Không mệt ha? Thầy nghĩ là các bạn không chỉ mệt mà các bạn còn tốn nữa. Ngày xưa đó là đi một ngày đàn thì sao ạ? Còn bây giờ đi một ngày đàn thì tốn cả 100.000 tiền xăng. Và chúng ta đang ở trong một cái thời kỳ gọi là thời kỳ gì các bạn? Ai biết? Lạm phát. Đúng không ạ? Lạm phát, inflation. Mọi thứ đều rất là khó khăn đúng không? Và trong cái thời kỳ lạm phát này á, thì khi mà các bạn nam mà nhắn tin cho các bạn nữ á, thì mình phải đổi cái cú pháp đi. Thay vì nhắn hỏi là em ơi em ăn cơm chưa, hoặc là em ơi em đang ở đâu, thì mình phải nhắn sao? Em ơi em có cơm để ăn không? Hoặc là em ơi em có nhà để ở không? Các bạn nữ mà nhắn tin cho các bạn nam là sao? Anh có xăng hay không mà đòi của em? Chúng ta không chỉ dính kẹt và gặp rất nhiều khó khăn trong lạm phát kinh tế, mà chúng ta đang rơi vào một cái thời kỳ đó là lạm phát về cảm xúc. Và có vô số những cái nguyên nhân gây ra cái tình trạng là lạm phát về cảm xúc, và chúng ta khó buông bỏ, khó mà giải thoát khỏi những cái tình trạng này. Có bạn nói thầy ơi, thầy dạy cho con buông bỏ nhiều thứ lắm, nhưng mà có một thứ tới bây giờ con không thể nào buông được. Thầy mới hỏi bạn, cái gì mà bạn không buông được? Ở đây các bạn không buông được cái gì ạ? Cái gì? Yêu hả? Cái gì? Dạ. Bạn này nói là thưa thầy con không buông được đôi đũa. Cái gì còn buông được ha? Nhưng mà không có buông được đôi đũa. Bạn nói là cha mẹ con á, cho con tiền và căn dặn con rất là kỹ càng, đó là con phải cố gắng ăn học cho đàng hoàng. Và con là một người con rất là hiếu thảo, mà con học không được cho nên con cố gắng ăn. Và ăn xong thôi thì con bắt đầu có động lực để học, và con làm thơ. Cố ý trồng hoa, hoa chẳng nở, vô tâm hít thở mà sao? Lại tăng cân. Các bạn có biết là tại sao người ta gọi phụ nữ là giai nhân không? Có biết không ạ? Tại sao người ta không gọi đàn ông là giai nhân mà ta gọi phụ nữ là giai nhân ạ? Tại phụ nữ là những người dân nhai. Nếu mà có cơ hội nhai cả thế giới mình cũng nhai luôn. Cho nên mình hay nghe là ngụ vì hương, ướp nát đời trai trẻ, ngọn lửa hồng thiêu rùi cả thanh xuân. Và tình yêu đối với các bạn bây giờ nó chỉ là hạt cát thôi. Tại vì sao vậy? Tại vì đồ ăn nó đã lấn át cả con tim rồi. Nhiều lúc các bạn cũng thấy mặc cảm quá, quyết tâm để mà giảm cân. Và có nhiều bạn sau khi mà đã quyết tâm giảm cân á, thì đến một hồi quyết tâm cao độ và bạn bốc điện thoại lên, bạn gọi cho bạn của mình, bạn nói ê, tao đã quyết tâm giảm cân được rồi, tao mời mày đi ăn. Và sau khi đi ăn, chụp hình xong thì đăng lên một cái dòng status trên Facebook, viết gì? Chúng mày giảm cân làm cái gì? Trư bát giới đi ngàn dặm mà có giảm được cân nào đâu. Và chúng ta có muôn vàng lý do
Nếu mà ăn được cả thế giới thì chúng ta cũng ăn. Và các bạn có biết không, cái tâm của mình cũng vậy. Nó nhai, ngấu nghiến hết tất cả mọi thứ mà không bao giờ dừng nghỉ. Ngay cả cái giây phút các bạn ngồi đây, tâm của các bạn có đang ngấu nghiến mọi thứ không? Nó ngấu nghiến, giống như là những con bướm luôn luôn đập ở trong mình, rộn ràng với nhiều cái suy tư, suy nghĩ, cảm xúc khác nhau. Nó nhai hết tất cả mọi thứ ở trên trái đất này. Và nhiều nghiên cứu cho thấy là mỗi ngày chúng ta có đến từ 50.000 đến 80.000 suy nghĩ một ngày. Các bạn thấy ghê không? 50.000 tới 80.000 suy nghĩ một ngày. Và cứ mỗi suy nghĩ như vậy là nó ứng với, đi liền với một cái cảm xúc. Và mỗi cảm xúc chúng ta có một cái phản ứng. Mỗi cái phản ứng chúng ta có một cái thái độ sống. Và từ cái thái độ sống đó chúng ta có những cái cuộc đời. Vậy thì nếu như mà chúng ta không có kiểm soát được 50.000 đến 80.000 cái cảm xúc này á, thì các bạn đã biết là cuộc đời mình đi về đâu rồi. Cho nên ngày hôm nay chúng ta chọn ở đây là chúng ta chọn gì ạ? Chọn đến đây để má quản trị cảm xúc. Nhưng mà các bạn biết không là đằng sau 50.000 đến 80.000 suy nghĩ đó, nó có một cái bí mật rất lớn. Và cái bí mật đó là gì? Thì chúng ta sẽ coi một cái slide sau đây. Đây là một cái gì? À, đây là một cái hồ cá phải không bạn? Hồ cá thì có gì ạ? À, có cá. Và đây là con cá đầu tiên. Đâu rồi? Đố các bạn biết con cá này, con cá gì? Con cá mê trai. Rồi, chúng ta sẽ chào đón con cá thứ hai. Mình sẽ chào đón con cá thứ ba. Con cá thứ ba là con cá Sugar Daddy. Rồi, con cá thứ tư là cá gì đây? Đố các bạn biết con cá này tên gì? Giỏi quá. Cái này chưa có trong từ điển. Con cá Thảo Mai hả? À, không có, chưa có trong từ điển. Mình chỉ có mình mới đưa vào năm ngày 12 tháng 6 năm 2022. Rồi, có con cá gì chạy đằng sau lưng các bạn có thấy không? Dừng kiếm người. Như vậy thì đây là cái bí mật về 50.000 đến 80.000 suy nghĩ của chúng ta. Cái tâm của chúng ta là giống như là gì ạ? Cái tâm giác ngộ của chúng ta đó, nó giống như cái hồ cá vậy. Còn những cái tâm niệm mà nó khởi lên á, tâm niệm này khởi lên, tâm niệm kia khởi lên, nó giống như con cá mê trai, nó giống như con cá green tea, nó còn giống con cá sugar daddy, hoặc là giống như con cá thảo mai, đúng không ạ? Và những con cá này thì sao ạ? Tất cả nó đều cần nước để sống cả. Và những con cá này á, nó cứ đến rồi đi. Nhưng mà có một điều á, là nó đến đi á, thì cái chuyện đó, cái hồ đó sao, cái hồ cá thì sao bạn? Không có thay đổi. Nó đến hay là nó đi thì là chuyện của nó, không có liên quan gì cái hồ hết. Thậm chí nó chết thì sẽ có con khác thay vào. Con cá là có thay đổi, nhưng mà cái hồ là gì ạ? Bất biến. Cái tâm giác ngộ các bạn cũng vậy. Cái tâm giác ngộ xưa nay các bạn là luôn luôn là trong sáng, rộng lặng. Và những cái niềm mà các bạn ngồi, ví dụ nhắm mắt lại, ngay bây giờ các bạn nhắm mắt thử đi hả, nhắm mắt. Nhắm mắt một cái là sẽ có con cá mê trai xuất hiện liền. Rồi có con cá sugar daddy xuất hiện liền. Nhưng mà các bạn thấy là những cái tâm niệm đó có thật không? Không, nó tới và nó sẽ đi. Nhưng mà chúng ta phần lớn là bị lừa bởi con cá gì? Con cá mê trai, hoặc là con cá sugar daddy. Chúng ta không có sống được thật với cái tâm giác ngộ ban đầu của mình mà không có những cái con đó nó xuất hiện. Cho nên cá là gì ạ? Cá là thay đổi nhưng mà hồ là bất biến. Cũng giống như tình yêu là sẽ trường tồn mãi mãi, chỉ có cái gì là thay đổi? À, có người yêu là thay đổi. Và chúng ta chẳng qua chỉ là anh em họ nương tựa nhau mà sống thôi. Cho nên mình nói là ở bên anh thì em bình yên thấy lạ. Xa anh rồi thấy lạ mà cũng bình yên. Không sao cả đúng không ạ?
có đến thì sẽ có đi. Lúc anh đến thì cũng bình yên, mà lúc anh đi mình cũng bình yên. Tại vì mình biết đến và đi đó là cái gì? Là vô thường. Nhưng mà cái tâm giác ngộ của mình, cái bản chất trong sáng bình yên của mình, nó có mất không? Nó không hề mất. Và chúng ta đừng gì ạ? Đừng có để cái sự đến đi sanh diệt nó lừa chúng ta. Cho nên bây giờ các bạn mỗi lần mà có cái gì nó khởi lên trong tâm mình á, mình nói là à, mày lại lừa tao nữa rồi. Đừng hòng nha con. Đến được thì sao ạ? À, thì đi được, đi đi. Đừng có ở đây làm gì, đúng không? Đây là cái lý mà Đức Phật gọi là lý duyên sanh. Đức Phật nói là vì cái này sanh cho nên cái kia sanh ra, vì cái này mất đi cho nên cái kia nó mất đi. Sanh diệt có nguyên nhân, có kết quả, nhưng mà nó đều là gì ạ? Nó không có thật. Nhưng phần lớn chúng ta nghĩ nó là thật, cho nên chúng ta khổ. Chúng ta nghĩ mê trai là thật, đúng không? Cho nên chúng ta khổ. Có những bạn nữ mà đến nỗi là mê trai đến nỗi đầu thai mới hết, đúng không? Chúng ta cứ khổ từ kiếp này đi qua kiếp khác, mà chúng ta không có nhận ra được cái tâm giác ngộ, cái tâm trong sáng, sáng suốt của mình. Vậy thì cái bản chất của cái hồ đó các bạn thấy á, là nó không có buồn, không có vui, mà chỉ có những con cá trong này là nó có hỷ nộ ái ố. Rồi con cá này nó nhìn con cá kia, con cá này đến, con cá kia đi. Nhưng mà cái hồ là nó, bản chất của nó là như vậy. Và cái hồ này nó cũng không có phân biệt con cá nào xấu, con cá nào đẹp, xấu đẹp nó cũng không quan tâm. Cho nên là trong nhà thiền á, nói một cái bài kệ đó là học đạo quý vô tâm. Vô tâm ở đây không phải là vô cảm, mà vô tâm ở đây là không có quan tâm cái sự đến đi. Học đạo quý vô tâm, làm nghị nói không lầm, sáng trong và lặng lẽ, giảng gì mới uyên thâm. Mình học đạo là mình phải học được cái sự vô tâm. Vô tâm là cái tâm không có buồn, không có vui vì cái sự đến, sự đi, sự được, sự mất. Bởi vì chúng ta nhận thức, luôn nhận thức rõ ràng nó chỉ là cái trò đùa của tâm trí mà thôi. Nó hoàn toàn là cái trò đùa của tâm trí. Và nếu như chúng ta không có nhận thức được cái điểm này á, cái chỗ này á, thì suốt cuộc đời của chúng ta, từ đây cho đến chết, chúng ta vẫn bị những cái trò đùa của tâm trí nó lừa chúng ta. Người mà có tu tập á, thì bất cứ một cái tâm nào mà sân khởi lên đều nhận diện nó như là. Nhận diện như là sao? À, đẹp biết đẹp, xấu biết xấu, cao biết cao, thấp biết thấp, gì mình biết nấy. Biết nhưng mà sao ạ? Biết nhưng mà không dính mắc vào nó, biết mà không chấp chặt vào nó, biết mà không lao theo nó. Tức là biết mà không có dính. Cũng giống như chúng ta lên Facebook thì sao? Thích cộng like mà không thích cộng like. Tình bạn chỉ còn là những cái like. Rồi người thân cũng sẽ hóa thành người dân trong một ngày nào đó, đúng không? Người thân nó cũng sẽ hóa thành người dân. Tại vì sao vậy? Há chữ, tại vì sao? Vô thường, không có cái gì bền vững hết các bạn. Và cái gì mà ngày hôm nay các bạn cho nó là quan trọng nhất, quan trọng nhất với mình, thì ngày mai á, nó cũng có thể trở thành một cái thứ tầm thường với mình, bình thường với mình. Có những cái mà trong giây phút ngày hiện tại hôm nay bạn cho nó quan trọng, cho nó ghê gớm lắm, nhưng mà thật ra đến một ngày nào đó đó, bạn thấy nó thật là tầm thường. Ví dụ như những em nhỏ, ngày xưa còn nhỏ mà chơi búp bê, mà đứa nào mà giật nó một cái là nó khóc, đúng không? Nó khóc. Mà bây giờ cho mấy bạn chơi búp bê, mấy bạn có chơi không? Thì những cái tâm niệm mà nó khởi lên trong mình cũng vậy. Mình thấy nó đau đớn, nó làm cho mình vật vã. Hay là những cái tâm niệm mà khởi lên làm cho chúng ta sung sướng, chúng ta hân hoan. Và chúng ta nghĩ rằng ở đây rồi, cuộc đời của mình là hoàn toàn đau khổ, cuộc đời của mình ở đây là hoàn toàn hạnh phúc. Nhưng mà tất cả chúng ta đang bị nó gì ạ? Nó lừa. Anh ơi, đừng nghe nó lừa đó. Nó ở quê đã có vợ rồi. Cũng như ngày trước á, thì ai cũng thích người khác là phải hay ho, đúng không? Còn nhưng mà ngày hôm nay mình phải thích một người nào đó phải gì ạ? Bình thường, không ho. Bây giờ ai mà hay ho là nguy hiểm rồi. Đó. Cho nên ngày trước là
ai mà hay ho là mình thích lắm. Nhưng mà bây giờ mình chỉ thích những cái người bình thường thôi. Cho nên không có gì là quan trọng đấy các bạn. Các bạn biết không, ngày nay chúng ta bị rất nhiều những cái phương tiện xã hội nó bủa vây mình. Và chúng ta không có thoát ra được. Các cái công ty công nghệ bây giờ, người ta đang đổ ra hàng chục tỷ đô la để phát triển một công nghệ mới. Mà cái thời gian gần đây bạn nào sử dụng Facebook thì đã đổi tên thành gì? Meta, hay nói đầy đủ là Metaverse. Là một cái thế giới siêu ảo. Mà trong tương lai con người ta chỉ sống ở trong đó, không có sống ở đời thật nữa. Các bạn biết là như vậy thì chúng ta sẽ vô cùng đau khổ. Tại vì khi mà sống trong hoàn toàn cái không gian ảo đó, chúng ta cứ bị hết cái này lừa tới cái khác lừa, và chúng ta không còn là một con người hoàn toàn bình thường nữa. Chúng ta cứ nghĩ rằng là thế giới đang tạo ra những cái gì đó rất là hay ho, nhưng mà thực ra là tạo ra những thứ vô cùng nguy hiểm. Cho nên các bạn ngày hôm nay tới đây mà bỏ được cái điện thoại xuống là các bạn cũng đã từ từ thoát ra khỏi cái đó. Và các bạn đang có những cái giây phút rất là hạnh phúc. Nãy giờ các bạn có hạnh phúc không? Vậy thì mình biết rõ ràng là khi mình dính vào cái gì đó sâu á, thì mình sẽ khổ lụy về cái đó, đúng không? Sở dĩ tại sao Đức Phật Ngài thành Phật, còn mình tu hoài nhiều quá, tu sinh viên mình không thành Phật. Các bạn có biết tại sao Đức Phật thành Phật không? Tại vì Đức Phật một mình Ngài là, một mình Ngài là Ngài bỏ hết. Còn mình thì sao ạ? Còn mình là một mình tao chấp hết. Cái gì mình cũng dính vào hết trơn á. Và mấy bạn trẻ bây giờ hay nói một cái câu đó là nhân chi sơ tính, tính gì ạ? Tính cà khìa. Cái gì cũng tham gia, cái gì cũng cà khìa. Mà cà khìa một chút thì vui. Các bạn hay quá. Cà khìa một chút thì vui, mà cà khìa nhiều quá chẳng vui chút nào. Có ba người đi lạc vào một bộ tộc và bị bắt. Bộ tộc này có thói quen ăn thịt người. Và họ sắp xử ba người này để ăn. Nhưng mà họ cho ba người này một thử thách. Nếu mà người nào vượt qua được cái thử thách đó, thì người đó sẽ được tha. Họ nói rằng là bây giờ ba người này phải đi vào trong rừng và mỗi người đi tìm ba quả của một loại cây. Thì cả ba người bắt đầu đi vào trong rừng. Người thứ nhất đem về ba quả cam, nhưng mà không biết để làm gì. Thì những người ở trong bộ tộc nói rằng là ông sẽ sống nếu như ông nuốt ba quả cam vào một lần. Các bạn có nuốt được không? Thì người này không tài nào có thể nuốt được ba quả cam một lần vào trong bụng của mình được. Vậy là người này được lên thiên đường. Người thứ hai đi vào rừng và tìm về được ba quả nho. Mà ba quả nho nhỏ xíu thôi. Thì đi về và cũng thử thách, cũng nói là nếu như ông nuốt được ba quả nho nhỏ xíu này vào thì ông sẽ thoát chết. Các bạn nghĩ là ba quả nho có thể nuốt được một lần không? Khả năng là có. Nhưng mà người này chưa kịp nuốt ba quả nho thì người này đã chết mất tiêu rồi. Chuyện gì xảy ra vậy? Người này mới định nuốt ba quả nho thì tự nhiên người này chết. Và người này lên thiên đường gặp cái người đầu tiên ở trên đó. Và cái người kia nói, ủa, tại sao anh lên đây vậy? Nói, tôi cũng tìm được ba quả nho. Nói, ba quả nho dễ mà, anh nuốt được là anh sống thôi. Mà tại sao anh không nuốt ba quả nho để tìm cơ hội để sống? Thì người này nói là, mày biết không, tao định nuốt ba quả nho vào bụng thì từ xa tao thấy thằng kia nó xách về ba quả sầu riêng. Cho nên là tao cười đến nỗi mà tao chết luôn. Chưa kịp nuốt ba quả nho vậy thì chết. Chết vì gì ạ? Chết vì cái gì các bạn? Chết vì cái sự cà khìa. Không có lo chuyện của mình mà lo chuyện của người khác. Cho nên cà khìa quá đó là cũng sẽ đưa tới cái sự khổ đau của mình. Cái tâm của mình mà hở cái gì cũng nắm bắt, hở cái gì cũng chụp, hở cái gì cũng nắm, hở cái gì cũng giữ lại ở trong mình đó, thì chính cái sự cà khìa đó của tâm đó, nó làm cho mình rất là khổ. Các bạn ở đây có khi nào đi khám răng không? Thường đi khám răng là bác sĩ sẽ dặn cho chúng ta có hai điều mà chúng ta phải làm để có một hàm răng sáng đẹp. Điều thứ nhất đó là các bạn phải chải răng ít nhất
bao nhiêu lần một ngày? 2 lần một ngày, ai cũng biết hết. Điều thứ hai, đó ai biết đó là điều gì? Điều gì ạ? Điều thứ hai đó là đừng bao giờ chọ mọ vào chuyện người khác. Thì các bạn sẽ có một hàm răng sáng đẹp, đúng không? Các bạn có đánh răng 2 ngày một lần mà chuyện gì của ai cũng xen vào thì không biết là còn răng hay không nữa mà sáng và đẹp. Có một anh chàng đó, anh rất là buồn bã và anh đang ngồi ở trong một quán bar. Anh rót một ly rượu ra và anh ngồi đó với một cái tinh thần vô cùng thiểu não, buồn chán. Cùng lúc đó có một cái người đàn ông bước vào, nhìn thấy cái dáng vẻ đau khổ của anh chàng này, tới vỗ vai và nói rằng: "Này anh, tại sao anh lại buồn như vậy? Có rượu rồi, vào đây cứ giải sầu đi. Thôi thì trong quán bar này chỉ còn anh với tôi thôi, anh không uống thì để tôi uống cái ly này, rồi tôi kêu thêm 2 ly nữa. Chúng ta lại cùng ly với nhau." Người đến sau lấy cái ly của người đến trước uống và nói rằng: "Bây giờ anh có gì thì anh hãy tâm sự với tôi đi." Anh này nói là: "Tôi buồn quá và thật sự là tôi cảm thấy tồi tệ nhất lúc này. Anh biết không, cái điều tồi tệ thứ nhất á, là tôi vừa bị bồ bỏ. Cái điều tồi tệ thứ hai á, là khi tôi bị bồ bỏ, tôi chạy xe, tâm của tôi không có được an ổn, cho nên tôi mới vừa bị tai nạn xe. Và khi vừa bị tai nạn xe thì tôi nhận được một cuộc điện thoại là nhà tôi đang bị cháy. Và khi tôi chưa biết nhà tôi cháy như thế nào thì tôi tiếp tục nhận thêm một cuộc điện thoại nữa, đó là một người thân trong gia đình của tôi mới mất. Nhưng mà đó chưa phải là điều tồi tệ nhất. Anh biết điều tồi tệ nhất là cái gì không? Các bạn có biết điều tồi tệ nhất là cái gì không ạ? Là lúc này khi đi vào quán bar này, tôi lấy cái ly rượu này, tôi bỏ vào đó rất nhiều thuốc độc. Và cái điều tồi tệ nhất là anh bây giờ, tôi chưa kịp đưa tay ra để ngăn cản thì anh đã uống hết ly rượu này mất tiêu rồi. Đó là gì ạ? Đó là một cái sự cà khịa thái quá, thích xen vào chuyện của người khác mà không có gì ạ, không có chánh niệm tỉnh thức. Cho nên là chánh niệm tỉnh thức với tất cả những cái điều của mình làm để mà không có gặp phải những cái sự khổ đau. Cho nên mình thường hay nói một cái câu đó là gì ạ? Có những đêm ta không thể ngủ. Bởi vì sao? Bởi vì ta đã làm những điều ngu không thể tả. Cho nên một ngày tu ở đấy á, chưa chắc đã thành chánh quả, nhưng mà một ngày ngu thì sao? Có hậu quả xảy ra. Cái ngu ở đây không phải là cái gì, mà là cái sự thiếu chánh niệm, tỉnh giác và thiếu trí tuệ. Cho nên chúng ta đừng có chạy theo những cái tiếng vọng ở trong tâm của mình, nó thôi thúc các bạn. Trong tâm của chúng ta có nhiều cái tiếng vọng để thôi thúc lắm. Mà nếu cái tiếng vọng nào cứ khởi lên là chúng ta chạy theo, khởi lên chạy theo, như vậy cuộc đời mình rất là khổ. Chúng ta đã từng nghe bài thơ gì ạ? Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Sao nữa? Các bạn hay quá nhỉ? Hồi xưa thi văn có điểm cao không? Sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu? Suy nghĩ một hồi lâu, thôi từ đâu cũng được. Mắc cái gì phải suy nghĩ cho nó mệt, kệ nó đúng không? Nó bắt đầu từ đâu nó cũng chả liên quan gì mình hết trơn. Mà cái tính của mình là cứ ưa truy tìm, sóng gió, yêu đương, và một cái chuỗi dài của những cái suy tư, suy nghĩ như vậy, nó sẽ đẩy của mình đi vào những cái hành động khổ đau. Cho nên là suy nghĩ một hồi lâu, thôi từ đâu cũng được, sao không được hết trơn á. Và đó mới chính là cái người gì ạ? Đó mới chính là cái người thông minh. Mà cái người thông minh đỉnh cao là sao ạ? Đỉnh cao của cái sự thông minh là mình đôi lúc phải giả vờ thần kinh trong một vài trường hợp. Để làm gì ạ? Để mà bảo toàn chính mình. Không phải lúc nào tỏ ra thông minh cũng hay. Và không phải lúc nào mọi thứ trên cuộc đời này phải trắng ra trắng, đen ra đen, phải rạch ròi rõ ràng thì nó mới hay đâu, không phải.
Có những thứ trắng đen rõ ràng rất hay, nhưng mà có những thứ khi trắng đen ra rồi thì chẳng còn hay nữa. Và chúng ta muốn biết như vậy thì chúng ta sẽ đến với một cái slide tiếp theo. Rồi, cái gì đây? Tà tư. Đây là một ly gì ạ? Có đâu? Chỉ có cái gì ạ? Có cái ly và cái gì? À, có cái ống hút không? Sao các bạn nghĩ đâu mà ra hay ta sửa hay vậy? Rồi. Chỉ có cái ly và cái ống hút mà các bạn đã nghĩ ra được một ly trà sữa rồi. Có nghĩa là chúng ta rất là nhớ trà sữa, đúng không? Và tiếp theo, slide tiếp theo. Các bạn thấy ở đây có một cái gì lạ không? Có trà sữa, có trân châu, mà cái gì lạ ở đây? Cái ống hút, đúng không? Cái ống hút nó không còn như lúc đầu. Cái này mình học trong vật lý gọi là gì? Đây đều như là những siêu sao vật lý, hiện tượng khúc xạ. Như vậy thì khi mà chưa có sữa, chưa có trân châu thì mình vẫn thấy một cái ống thẳng, đúng không? Nhưng mà khi có sữa, có trân châu vào rồi á, thì nó không còn thẳng nữa. Vậy thì có những thứ mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy là rạch ròi rồi, đúng không? Chúng ta thấy cái ống là rạch ròi đấy, chúng ta thấy sữa là rạch ròi, chúng ta thấy trân châu là rạch ròi rồi. Nhưng mà nó có thật sự là như nó đang là không? Cái ống nó có bị gãy như vậy không? Không hề bị gãy như vậy. Sở dĩ nó gãy như vậy là vì nước. Và cái nước đó là gì ạ? Nước đó có thể là thành kiến, là định kiến, là truyền thống gia đình, là truyền thống văn hóa, là cả một cái nền giáo dục ở trong đó. Và nó không làm cho chúng ta thấy được cái thực tài. Cái thực tài nó không phải là cái ống gãy này, mà nó là đây. Đúng không ạ? Nó là đây. Cái ống nó chưa bao giờ bị gãy. Mà khi đổ nước vào đó, thì cái nước đó ở đây chúng ta phải thấy rằng là sợ gì chúng ta không thấy được thực tài á, là cái thực tài đó đã nhuốm màu rồi. Nhuốm màu bởi cái nhìn về kinh nghiệm này, về thành kiến, về định kiến, về giáo dục, về truyền thống văn hóa. Tất cả những cái đó đó, nó cứ phủ trùm lên, phủ từng lớp, từng lớp, từng lớp, từng lớp như vậy. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào á, nhìn vào cái ly mà có trà, có sữa đó, thì chúng ta nói là rạch ròi rồi. Nhưng mà thật có đúng không các bạn? Hoàn toàn không đúng. Cho nên có những cái mà chúng ta thấy sờ sờ trước mắt đó, chúng ta nghĩ là rạch ròi rồi, đen trắng rồi, nhưng mà nó không phải là như vậy. Chỉ khi chúng ta không có đeo mang lên trên nó những cái kinh nghiệm, những cái thành kiến, những cái định kiến, hay là tất cả những cái gì mà chúng ta đã được học, được giáo dục một cách có định hướng ấy, thì chúng ta mới thấy được cái thực tài. Vậy thì khi nào mà đi uống trà sữa thì mình học được một bài học gì ạ? Thấy được gì? Thấy được thực tài qua lý tà tưa. Đúng không? Đi uống trà sữa mà học được một bài học vô cùng sâu sắc. Đây, đi ra ngoài quán trà sữa nói là: ê bạn, mình chỉ cho bạn này. Đây, định cáo của triết học là đây này. Cho nên các bạn phải biết là mình đừng có để gì ạ? Đừng có để những cái mà mình nghĩ là trắng đen rõ ràng nó lừa mình. Coi chừng mình đang bị lừa với những cái gì mình có sẵn. Có sẵn trong mình nó lừa mình. Cho nên không phải cái gì lấp lánh cũng là gì ạ? Cũng là vàng. Không phải người nào nhìn đàng hoàng cũng là tử tế. Không phải người đàn bà nào cũng đẹp. Mà không phải người đẹp nào cũng là đàn bà. Có chừng bị lừa. Có những người nhan sắc rất là sơ sài, nhưng mà họ là sao ạ? Họ giấu được cái phẩm chất thiên tài bên trong. Cho nên người xưa mới gọi là gì ạ? Nhân tài thì sao ạ? Nhân tài là dì tướng. Nhân tài dì tướng. Cho nên mấy bạn mà xấu xấu là toàn thiên tài không ạ? Đúng không? Nói về cho các bạn vui thôi. Nhưng mà bạn yên tâm đúng không? Dù bạn không sinh, nhưng mà trên hành tinh này bạn vẫn là một phiên bản duy nhất. Vậy thì mình hãy tập sống với thực tài, sống với cái phiên bản duy nhất của chính mình, mà không cần phải là ai hết. Tại vì bạn là duy nhất. Nhưng mà cái duy nhất đó nó phải được xây dựng bởi cái nền tảng của chánh niệm, của tỉnh thức, của trí tuệ, chứ không phải là bằng những cái kinh nghiệm gán ghép vào đó với những cái thành kiến, định kiến, những cái giáo dục,
mà nó không có đưa tới cái sự phát sinh về trí tuệ. Khi mình biết sống chánh niệm, tỉnh thức và trí tuệ đó thì mình sống rất là tùy duyên. Mình sống giống như cái hồ nước hồi nãy đó. Các bạn thấy nước là một cái gì đó rất là nhiệm màu, bởi vì nước có thể chứa hết tất cả. Chúng ta đang nói là ở đấy chúng ta đang sống ở trái gì ạ? Thực ra nó là trái gì? Chúng ta phải gọi là trái nước mới đúng, chứ không phải là trái đất. Nước có thể chứa được đất, có thể chứa được những thứ dơ bẩn, có thể chuyển hóa những cái gì dơ thành sạch, có thể dùng để rửa vết thương. Nước có thể dùng để uống, để tắm, để nấu ăn. Nước rất là nhiều màu. Và lúc nào nó cũng tùy duyên hết trơn á. Lên chỗ cao thì cũng được, xuống chỗ thấp cũng được, vào chỗ quanh co cũng được. Đó gọi là cái tâm sống biết tùy duyên, tập như nước, sao cũng được hết trơn á, tới đâu cũng xong. Cho nên khi mình đi uống trà sữa, mình lại học thêm được một bài học gì ạ? Sự nhiệm màu của nước, ha, chứ không phải là sự nhiệm màu của trà sữa. Cho nên người nào biết tùy duyên á, thì người đó sẽ tự tại. Mà ở trong nhà Phật á, thì mình gọi là người biết sống tùy duyên thuần pháp. Tùy duyên mà lại hay, đúng không? Nhiều khi mình cố gắng để thả tim người ta, nhưng mà không có độ, đúng không? Nhưng mà nhiều khi vô tình phận nộ mà là gì ạ? Là nên duyên. Có nhiều người cố gắng thả tim người ta hoài mà người ta không độ, đúng không? Mà có mấy đứa cứ phận nộ hoài mà lại nên duyên. Cho nên là cuộc sống mà tùy duyên mà sống. Chúng ta hãy vui vẻ mà sống với những ngày nghèo khó. Bởi vì sao vậy? Bởi vì sự giàu có thể ập đến bất cứ lúc nào. Sau 4 giờ 30, chưa biết cuộc đời ai hơn ai. Cho nên nếu mà đứng đợi người yêu lâu quá thì mình làm gì? À, mỏi quá thì ngồi xuống, đúng không? Muộn rồi mà sao con đứng đó làm chi? Đúng không? Rồi, mà nếu mà đứng đó mà thấy mệt quá thì mình phải kêu bạn Hải sao? Quay xe. Quay xe, về nhà mà ngủ cho khỏe. Tức là mình đối diện với cái việc xảy ra đó, mình thấy bất ổn, cái tâm mình bất ổn là phải gì ạ? Quay xe liền, đừng có lao xe tới. Bởi vì mình biết được rõ là một khi mình tương tư mà nó không có tương tác thì có nghĩa là trong lòng nó đã có một đứa khác mất rồi. Và mình mới thấy là mình chỉ là hạt cát trong sa mạc bao la, cũng chỉ là người lạ trong cuộc đời người ta. Và biết như vậy thì mình phải chánh niệm, tỉnh thức và quay xe liền. Và các bạn nữ cũng phải thông minh. Chúng có một bạn nữ đang đứng ở trong công viên thì có một người nam tới nói rằng: em ơi em đẹp quá, và anh có thể là người yêu của em được không? Trong những người ở đây em là đẹp nhất. Thì cái cô gái này mới nói rằng là: không đâu anh, anh nói về sai rồi, anh quay lưng lại đi, đằng sau lưng anh ấy, có nhiều người đẹp hơn em nữa. Anh này nói không. Cô gái nói thật, anh quay lại đi. Vậy là anh ta quay lại. Và anh ta nói: đâu có người nào đẹp hơn em đâu. Cô gái này nói: nếu mà anh đã nói là em đẹp nhất thì tại sao anh lại quay lưng lại? Đó là gì ạ? Tỉnh thức để biết được đâu là gì, đâu là người chân thật các bạn ha. Đừng có nghe người ta nói mình đẹp nhất cái rồi không có thử, đúng không? Lựa thử vàng mới biết được, đúng không? Phải biết là có vàng thật hay không. Cái này có hiệu quả không các bạn? Nhưng mà vẫn bị lừa hoài. Mình mà muốn có chánh niệm tỉnh thức á, là cái tâm chánh niệm tỉnh thức đó phải liên tục, chứ không phải là giống bóng đèn lúc sáng lúc tắt. Và không phải là sống mặc kệ, đúng không? Giống như có một bạn nam và một bạn nữ giận nhau. Bạn nam im lặng, bạn nữ im lặng. Họ chiến tranh lành với nhau. Và cái người bạn thân của bạn nữ mới nói rằng là: thôi, mày cứ mặc kệ anh ta đi. Và rồi một tuần sau, người bạn thân và người bạn trai kia đi chơi với nhau. Đừng có lơ là các bạn. Gọt xoài thì sao? Đừng để xoài chua. Chọn bạn thì đừng để bạn cua bồ mình.
Cho nên mình sống là không có phải lúc nào cũng mặc kệ nó. Có những thứ mặc kệ nó làm cho mình an ổn, nhưng mà có những thứ mình phải liên tục tỉnh thức để mà giữ gìn những cái gì quý báu mà mình đang có. Đừng có lúc nào cũng mặc kệ nó. Mà phải tùy duyên, đúng không? Có khi thì mặc kệ, nhưng mà có khi là phải biết giữ gìn. Cái mặc kệ nhiều quá cũng làm khổ người khác. Giống như có một cái ông đó, đã đến 12 giờ đêm rồi mà cứ cho con gánh mẹ một lần, rồi cho con gánh mẹ lần hai. Tại vì ông rất là thích bài gì á, gánh mẹ. Rồi ông hát một lần nữa, cho con gánh mẹ một lần. Cái ông hàng xóm quay qua mới nói là: mày mà gánh mẹ mày thêm một lần nữa thì sao? Thì mày sẽ thấy mẹ. Cho nên đừng có gì ạ, đừng có bất chấp. Và đừng có mặc kệ. Có những thứ mình chánh niệm tỉnh thức là vừa cho gì ạ? Vừa cho bản thân của mình, nhưng mà cũng phải giữ cái sự chánh niệm tỉnh thức đó để bảo vệ được cái môi trường an lành, tốt đẹp cho những người xung quanh nữa. Đó gọi là những người biết tu, tức là gọi là tự giác, giác tha. Tự mình giác ngộ và làm cho người khác giác ngộ. Tức là tự mình bình an và người khác cũng bình an. Ha? Cho nên khi mà mình có những cái tâm lơ là đó, có những cái sự lơ đễnh đó, thì mình phải nhắc mình liền. Nhắc mình liền bằng cách mình nói sao ạ? Mình nói: ê, khoan, dừng lại khoảng chân lá. Đố các bạn tại sao dừng là 2 giây mà không phải là dừng lại 3 giây? Hả? Dừng lại 2 giây. 1 giây để mà hít một hơi thở vào, và 1 giây để mà thở ra. Hiểu chưa? Cho nên khi nói ê, dừng lại khoảng chừng là 2 giây thôi, là phải biết là mình phải hít một hơi thở vào, hít một hơi thở ra, để nhận diện thân và tâm của mình nó đang ở chỗ nào, nó có đang ở cùng nhau hay không. Thì lấy cái hơi thở của mình để mà gì ạ? Giữ gìn cái sự chánh niệm và tỉnh thức. Chỉ có 2 giây thôi mà có thể cứu được cuộc đời của chúng ta. Các bạn biết là có nhiều người trên cuộc đời này á, chỉ vì tiếc nuối 2 giây mà cả đời ân hận, đúng không? Ví dụ điển hình như là gì? Vượt đèn đỏ, đúng không? Nhanh 2 giây mà sao? Chậm cả đời. Cho nên lúc nào cũng phải nhắc mình là khoan, dừng lại khoảng chân lá. Rồi, các bạn học bài tốt lắm. Thậm chí khi mình dừng cũng vậy nữa. Khi mình dừng á, giống như ngài Thiền Sư Nhất Hạnh có nói đó. Cái dừng làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thụ hộ ý, từ quán không buông lơi. Khi mình dừng lên mình biết là cái dừng này nó làm mình xấu này, thì mình quay về liền, quay xe liền, đúng không? Hải ơi, quay xe liền. Ở đây có bạn nào tên Hải không? Quay về thụ hộ ý, quay về để thấy lại cái thân tâm của mình, bảo hộ thân tâm mình liền. Và từ quán không buông lơi là dùng cái tâm yêu thương của mình để ôm ấp nó, ôm ấp cái cơn giận của mình, để mà chuyển hóa nó từ cơn giận trở thành những cái sự bình an. Cho nên người Phật tử mình có được một cái công cụ rất là quan trọng. Đó là có cái gì các bạn? Có hơi thở, đúng không? Ai cũng có hơi thở cả, nhưng mà mình biết sử dụng hơi thở như là một cái phương tiện nhiệm màu. Đó, mình biết sống chậm lại 2 giây thôi. Và mình thấy khi mình biết sống chậm lại 2 giây là mình nhận ra một điều ngay tức khắc. Đó là chúng ta thấy mọi thứ nó rồi cũng sẽ vô thường. Mà khi ai thấy được vô thường rồi đó, thì người đó sẽ hết đau thương. Các bạn nhớ này, ai thấy được vô thường, người đó sẽ hết đau thương. Nhưng mà các bạn có thấy được vô thường không? Khi thấy, khi không, đúng không? Nếu mà trong nhà mình người thân mất, mình đau đớn. Nhà hàng xóm mất, mình nói đáng đời. Mình đâu có thấy vô thường, mình chỉ thấy là vô thường khi nó xảy đến trên mình thôi. Chứ nếu mà một cái người có tu tập á, có sự thực tập, một chiếc lá rơi cũng có thể làm mình giác ngộ. Đó, một cái gì xảy ra bất thường cũng là một cái bài học nhiệm màu với mình cả. Cho nên là mình thấy vô thường thì mình sẽ không còn đau thương nữa. Do đó mà nếu một ngày nào đó bạn hết tiền thì bạn đừng có buồn, đúng không ạ? Tại vì những ngày đó sẽ còn xảy ra dài dài.
Vậy thì khi mình biết vô thường, mình biết cái sự thay đổi liên tục, tức là mình đang thấy thực tại nó diễn biến như nó đang là. Và đây chính là cái khởi điểm của cái tâm giác ngộ. Mình thấy được tất cả mọi thứ là huyện hóa, là giả tạo, là vô thường, là vô ngã, không có chân thật. Cho nên từ đó cái tâm giác ngộ của mình mỗi ngày mỗi được nuôi lớn. Các bạn thấy đi tu mình thấy được rõ không? Mình thấy rõ từng bước. Từ cái gì ạ? Từ cái sự chánh niệm tỉnh thức của mình. Chỉ cần 2 giây thôi các bạn. 2 giây thôi. Đó. Bây giờ người ta hỏi mình một ngày mình tu bao nhiêu lâu? Mình nói chỉ cần 2 giây. Bây giờ mọi các bạn hãy tự nhìn vào khuôn mặt của mình. Các bạn có nhìn được không? Được chứ? Selfie chẳng hạn. Mình nhìn vào cái khuôn mặt của mình thì mình thấy cái gì? Thứ nhất là mình có 2 cái gì? 2 cái lỗ tai. Thứ hai mình có gì? Có 2 cái lỗ gì? Lỗ mũi. Và chỉ có 1 cái gì? 2 lỗ tai để làm gì? Nghe. Nghe từ mấy phía? 2 con mắt để nhìn từ mấy phía? 2 lỗ mũi để làm gì? 2 lỗ mũi để mà thở cho người và thở cho mình. 1 lỗ mũi là gì ạ? Mong cho mình được sống bình an, yên ổn và hạnh phúc. 1 lỗ mũi còn lại để thở cho người khác, cũng mong người khác được sống an ổn, bình an, hạnh phúc. Và 1 cái miệng thì để làm gì? Để nói cái gì? Nói lên sự thật, nói lên những lời thương yêu, xây dựng, đoàn kết, sum họp. Nhưng mà hầu hết chúng ta làm ngược lại. Chúng ta có 2 con mắt nhưng mà chúng ta chỉ nhìn về 1 phía. Chúng ta có 2 lỗ tai mà chúng ta chỉ nghe về 1 phía. Chúng ta có 2 lỗ mũi mà chúng ta chỉ thở 1 lỗ mũi thôi. Và chúng ta có 1 miệng mà chúng ta nói 2. Các bạn thấy không? Mình không có chánh niệm tỉnh thức là mình sử dụng cái cơ thể của mình á, nó luồn tung phèo hết trơn. Cho nên khi mình có được chánh niệm, mình nhìn sâu sắc vào bên trong mình, ai nói gì đó mình không có tin liền, mình thấy cái gì đó mình không tin liền, và mình thấy một cái hoàn cảnh nào đó mình có thể thương được liền. Tại vì mình muốn được yên ổn, muốn được bình an, hạnh phúc, mình muốn được thở, được cười, thì người khác cũng muốn được thở, được cười. Đó là khi mình có được 2 cái gì ạ? 2 lỗ mũi. Và mình chỉ dùng 1 cái miệng của mình để nói lên sự thật, nói lên những lời thương yêu mà thôi. Nhưng mà khổ nỗi là người ta cứ thích thiêu diệt những cái cảm xúc, ưa thổi phồng lên những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ. Chính mình lại còn khó hiểu bản thân của mình hơn cả triết học nữa. Các bạn có thể hiểu bản thân mình dễ không? Vô cùng khó ha. Ngồi buồn chả có 1 ai. Soi gương lại thấy đẹp dai vô cùng. Đẹp dai mà bị khùng khùng. Bị khùng nên mới nghĩ là mình là đẹp dai. Cái đó gọi là quá tốt cho nên không có ai hốt cả ha. Các bạn có biết dấu hiệu của sự trưởng thành là cái gì không? Dấu hiệu của sự trưởng thành là khi lá chín ở trên cây. Đố các bạn biết tại sao dấu hiệu của sự trưởng thành là khi lá chín ở trên cây? À, cái này chắc nó liên quan tới thơ rồi không? Thu đi để lại lá vàng, mùng đi để lại 1000 vết thâm. Vết thâm rồi lại vết thâm, mà em vẫn cứ chầm hâm nặng hoài. Nặng hoài mùng lại mọc hoài, đời em là một chuỗi dài vết thâm. Ta cứ để những cái cảm xúc nó gây nghiền, thậm chí ta nghiền cả những nỗi đau, đúng không? Nghiền cả những nỗi đau bằng cách là chơi với những nỗi đau, mưng mê với những cái nỗi đau đó, và khoái chí thỏa thích trong những cái nỗi đau đó mà không có thoát ra được. Cho nên có những người á, người ta nghe một bài hát không phải vì cái bài đó hay các bạn, mà vì sao ạ? Mà vì người ta không có chịu buông tay với những ký ức, dù cho cái lồng ngực người ta tức tức, đúng không? Dù cho môi người ta rung bần bật, nhưng mà người ta không chấp nhận một sự thật. Mình là gì ạ? Mình là FA, đúng không? Không có chấp nhận sự thật. Và hát cái bài gì? Hát cái bài gì ạ? Than vãn với cuộc đời, nhìn lên bầu trời và hát bài gì? Trăng ở trên trời cao nào thấu. Vết thương mang trong trái tim hằng sâu. Ngồi buồn nhìn người xưa đã xa. Những kỷ niệm giờ tan theo ánh trăng tà.
nhìn lên trời và than vãn. Nhưng mà ba đồng một mớ đàn ông, sao em lại tiếc đứa không ra gì? Mình biết được rằng là không có cái nỗi đau nào là mãi mãi cả. Khổ đau nó không có ôm giữ lấy các bạn, mà chính các bạn đang ôm giữ lấy khổ đau. Các bạn đang ôm giữ lấy khổ đau cho nên các bạn mới khổ hoài. Khi mình biết nó là không phải là thật thì mình làm gì ạ? Hôm nay trời nắng đẹp, đem nỗi buồn ra phơi, nỗi buồn bốc hơi mất, thành mây bay trên trời. Nó không thật, cho nên mình phơi là nó bay mất. Bởi vậy mình phụ thuộc vào cái gì là mình sẽ khổ vào cái đó. Nhưng mà các bạn biết là tại sao có một số bạn nữ bị già đi nhanh chóng không? Là tại vì suốt ngày các bạn đó xoay như trong trống để tìm cái cách làm cho mình trẻ lại. Mà trang điểm càng lâu thì thấy mình sao? Càng xấu. Trang điểm càng lâu là thấy mình càng xấu. Cái người mà đẹp á, ngồi xuống quẹt quá quẹt lại cái đẹp liền. Còn cái người đã xấu thì chỉ tốn thời gian ngồi đó hư cấu mà thôi. Vậy thì khi mình bị phụ thuộc vào những cái điều kiện bên ngoài, những cái đẹp, những cái hay, những cái tốt, những cái hơn, những cái thua đó, nó xoay chuyển mình, cái tâm trí mình, làm cho cuộc đời của mình sống khổ. Cho nên chúng ta phải nhớ cho mình một cái câu chú rất là dễ hiểu mà chúng ta có thể thực tập hàng ngày. Các bạn có muốn học câu chú đó không? Rồi các bạn đọc theo. Tâm không điều kiện, tâm không điều kiện, cuộc đời an nhiên, cuộc đời an nhiên. Các bạn đọc lại. Tâm không điều kiện, cuộc đời an nhiên. Có nghĩa là sao? Là tâm ta không có chạy theo cái điều kiện nào hết á. Cái gì nó đến rồi nó sẽ đi, nó không có thật. Cho nên khi cái tâm mình mà không sống theo một cái sự rong ruổi, theo một cái điều kiện nào của tâm trí nó đặt ra hết á, thì cuộc đời của mình chắc chắn là sẽ an nhiên. Và chúng ta có được một cái gì? Có một cái năng lực phòng vệ tỉnh thức. Các bạn có biết tại sao cái người đàn ông mà khi cầu hôn một cái người phụ nữ thì chỉ quỳ một chân không? Tại sao? Hầu hết là mình có trên phim ảnh đúng không? Mình thấy là người đàn ông lúc nào cầu hôn người phụ nữ là quỳ một chân. Tại vì quỳ một chân là cái hành động cầu hôn. Mà quỳ hai chân là hành động cầu gì? Cầu siêu. Cho nên là người đàn ông khốn lắm các bạn, đúng không? Quỳ một chân á, thì còn một chân để mà gì? Để mà đi tiếp. Có chuyện gì là đi tiếp. Còn mà quỳ hai chân là đi vào kiếp thiên thu rồi. Làm cái gì thì làm, vẫn phải chừa cho mình cái sự tỉnh thức. Phải luôn nhớ là có anh Hải đứng ngoài, đúng không? Để lúc nào cũng có thể quay xe được. 72 phép biến hóa, cái gì là thường sách? Chạy là thường sách. Thấy cái gì không đúng là mình chạy. Tại vì sao vậy? Tại vì sao mình phải chạy? Chạy là đúng hay là chạy là sai ạ? Chạy là đúng, tại vì mình đụng vào là sẽ gì? Đụng vào là sẽ cháy đó. Nhưng mà các bạn biết không, là có nhiều người không có chịu chạy đâu. Thậm chí là sống rất là mê mờ. Có nhiều bạn học ở trong những lớp văn học đúng không? Khi cô giáo hỏi là: này các em, ai là vợ của Chí Phèo? Mấy bạn được đưa tay lên. Em. Đang ngồi làm gì? Đang ngồi ăn bánh tráng trộn hay là đang ngồi hút lén trà sữa? Cho nên nghe cô giáo hỏi là ai là vợ của Chí Phèo, cái giật mình. Em. Mình mất chánh niệm là mình mê, đúng không? Rồi mình thấy cái gì mình cũng gì cũng phái phái, đúng không? Phái phái sao? Kẻ nước miếng. Ghê quá. Giống như kiểu là có con mèo bé bé ở dưới gốc cây me. Này cái cầu cu te, làm người yêu tôi nhé. Từ khi mà em gặp anh á, thì em trở thành một kẻ trộm. Trộm gì ạ? Trộm nhìn, trộm nhớ, trộm thương và trộm cười. Mình á, từ một kẻ hiền lương tử tế trở thành một kẻ ế bất lương. Tự nhiên mình bình thường trở thành một kẻ trộm. Là cũng vì gì ạ? Vì cái sự mê mờ của mình. Cho nên các bạn nam, các bạn nữ đừng có mê nha. Đừng có vội, đúng không?
các bạn nam thường thường mình đi kết hôn thì gọi là gì ạ? Tôi lấy vợ đúng không? Tôi lấy vợ. Mà tôi lấy vợ là gì ạ? Là vơ lấy tội. Coi chừng là vơ lấy tội đó. Còn các bạn nữ mà đi kết hôn thì gọi là gì ạ? Đi đâu ạ? Đi lấy chồng để làm gì? Để chống lầy đúng không? Đi lấy chồng để chống lầy. Mà ai ngờ càng chống lại càng lầy hơn. Cho nên là phải gì ạ? Phải học được cái bài học đó là chánh niệm, tỉnh giác. Bởi vì á, khi mà mới yêu thì tình chán chứa. Yêu một hồi rồi thì sao ạ? Tình chán chứa. Đúng không? Lúc mới yêu là tình chán chứa lắm. Mà yêu một hồi rồi mới thấy là tình chán chứa, oải cháo chè. Cái gì mà đã từng làm cho bạn phấn khích, vui vẻ, hân hoan thì ngày trong tương lai á, nó cũng đều có khả năng làm cho bạn khổ. Bởi vì những cái đó nó là vô thường hết. Nhưng mà hồi nãy giờ chúng ta nói nhiều rồi. Chúng ta nói nhiều về những cái trạng thái của tâm thức, của cái tâm dính mắc, của cái tâm trục bắc, của những cái tâm mê mờ. Thì chúng ta cần phải làm một cái việc đó là chúng ta phải biết quay về lại với chính mình. Nhưng mà các bạn thấy là quay về lại với chính mình có dễ không? Là một việc khó vô cùng. Đố các bạn biết tại sao các bạn nữ thường ít xem phim kinh dị hơn các bạn nam? Tại vì cái độ kinh hại của phim kinh dị nó không thể nào mà kinh dị hơn một bộ phim mà mỗi tối các bạn nữ phải diễn, phải đóng. Và bộ phim đó mang tên là gì ạ? Tẩy Trang. Có bộ phim nào kinh dị hơn vậy nữa không? Cứ mỗi đêm trước gương em ngồi quay phim kinh dị, rồi cào kỵ từng lớp phấn tuôn rơi, và từ em xin lỗi cuộc đời, vội buông lơi say đắm phấn son em. Cho nên là đối diện với chính mình đó các bạn, là một cái điều kinh khủng nhất. Phim kinh dị ăn thua gì. Cho nên người ta sợ lắm. Người ta có thể hô phong hoáng vũ, có thể làm những cái điều kinh khủng khiếp ở bên ngoài. Nhưng mà rất ít những con người dám ngồi lại và đối diện với chính mình. Vì đó là cái sự kinh khủng nhất trong cuộc đời này. Và ngày hôm nay ở Chùa Hoằng Pháp chúng ta có hơn 10.000 con người đang ngồi ở đây. Với một cái ý niệm chung đó là chúng ta ngồi để làm gì ạ? Đối diện với chính mình. Vậy thì các bạn là những người vô cùng tuyệt vời. Người ta hay nói là con hư tại mẹ, cháu hư tại bà, chồng hư là tại vợ người ta, mà vợ hư là bởi thằng cha hàng xóm. Nhưng mà đó là độ thừa thôi. Độ thừa bà ha. Hư hay không là ở tại mình, chứ không có tại bà, tại mẹ, tại ông hàng xóm nữa hết trơn á. Nếu bản thân mình không hư, nếu bản thân mình chánh niệm và tỉnh thức á, thì không ai lừa được mình hết. Không ai lừa được. Cho nên cái bài học ngày hôm nay chúng ta học với nhau đó là gì ạ? Là em đừng có hòng mà gì ạ? Mà lừa tôi. Khi một cái tâm niệm nào khởi lên trên mình sẽ nói với nó là em đừng có hòng mà lừa tôi. Tại vì sao? Tại vì em giả tạo lắm. Em đến và em đi nhanh như trong chóng, đúng không? Em có đó rồi em sẽ mất. Em vui đó rồi em sẽ buồn. Em không có thật. Chỉ cần chúng ta thấy được chỗ đó thôi, có nghĩa là buổi chiều ngày hôm nay chúng ta ngồi đây đã thành công. Như vậy thì chúng ta sẽ cần rất nhiều thời gian để thấy cái điều này. Không phải chỉ một cái buổi chúng ta tu học ở đây, mà còn nhiều thời gian để chúng ta quay về lại với cái sự chánh niệm tỉnh thức và không có bị lừa bởi những cái tâm của mình. Mà muốn như vậy á, thì chúng ta phải có được một cái công cụ mà Đức Phật dạy cho mình, đó là phải có chánh tư duy để định hướng cuộc đời của mình. Chánh tư duy trong bát chánh đạo là định hướng cuộc đời của mình. Đức Phật nói là một người có chánh tư duy á, là người đó không có tư duy về những cái thèm muốn, những cái ham muốn. Cái người có chánh tư duy là không có tư duy về cái sự sân hận,
Cái người có chánh tư duy là người không có cái tư duy về cái việc là hại mình và hại người khác. Cho nên chánh tư duy chính là cái định hướng cho cuộc đời của mình đi theo một cái con đường của hạnh phúc, an lạc, tự tại và giải thoát. Các bạn phải nhớ là mình phải có gì ạ? Phải có chánh tư duy mới chánh niệm tỉnh thức được nha. Mới chọn lọc cho mình một hướng đi. Đó là gì? Chánh tư duy là vô tham. Thứ hai là vô sân. Và thứ ba là gì ạ? Vô hại. Mình nhắc lại cho các bạn này. Thứ nhất là mình phải vô tham là đầu tiên đúng không? Thứ hai là vô gì? Vô sân. Và thứ ba là gì? Cái này học kỹ nha các bạn. Cuộc đời của mình nếu mà mỗi ngày á, vô tham, vô sân và vô hại là mình sẽ bình yên. Các bạn thấy cuộc đời của Đức Phật á, Ngài bước đến cuộc đời này và trong những kinh điển á, luôn tuyên bố một câu là gì ạ? Là một chúng sanh duy nhất, một chúng hữu tình duy nhất có mặt trong cuộc đời này vì an lạc, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Một chúng sanh đó là ai? Đó chính là Như Lai, bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Có nghĩa là Đức Phật đi vào cuộc đời này là vì cái gì các bạn? Vì tình thương mà tới. Nhưng mà chúng ta bước chân vào trong cuộc đời này, mỗi ngày mình mở mắt ra là mình vì cái gì mình đi? Vì tiền mà đi, vì tình mà đi, vì hơn mà đi, vì gánh ghét mà đi, vì tỳ hiềm mà đi. Nếu mỗi sáng mai chúng ta bước cái chân của mình xuống giường với chánh tư duy đó, vô tham, vô sân và vô hại, thì chắc chắn mỗi bước chân của chúng ta đi vào trong cuộc đời này là những bước chân của tỉnh thức, của chánh niệm, của tình thương. Và chúng ta ý thức rất là rõ ràng bước tới của mỗi ngày chính là gì ạ? Chính là bước lùi của sân mình. Phải không các bạn? Bước tới của mỗi ngày chính là bước lùi của sân mình. Và đừng có để tới 100 năm sau thì mới thấy đã quá muộn màng. Dù cho các bạn có muốn hay không muốn thì bước tới của các bạn mỗi ngày chính là bước lùi của sinh mình. Vì vậy ngày hôm nay mình ở chùa về rồi, mình phát nguyện là mỗi bước tới của con, mình ra với Phật, mình lên chánh điện, mình phát nguyện mỗi bước tới của con sẽ là bước tới của tỉnh thức, của chánh niệm, của thương yêu. Cuộc đời của con từ xưa đến giờ khổ tại vì mỗi ngày con chỉ bước tới trong cái tham, trong cái sân, trong cái hại, chứ con chưa bao giờ bước đến trong sự vô sân, vô tham và vô hại. Con chưa bao giờ bước đến trong sự tỉnh thức. Thì chỉ có chừng đó thôi, chúng ta đã bắt đầu thực tập bước những cái bước chân an lành ở trong cuộc đời này. Thì đó cũng chính là những cái ý niệm mà Tâm Nguyên xin được gửi đến cho tất cả các bạn trong ngày hôm nay. Trước khi dứt lời, chúng con xin được kính tri ân trên Hòa Thượng Ân Sư, tri ân trên Chư Tôn Đức đã tạo điều kiện cho con có dịp để chia sẻ với đại chúng. Chúng con xin kính chúc trên quý Ngài luôn được pháp thể khinh an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Chúng tôi cũng xin được gửi lời tri ân đến tất cả quý Phật tử, quý bạn trẻ đã dành thời gian lắng nghe, đã thực tập những phút giây chánh niệm, tỉnh thức, đã truyền trao cho nhau tình thương, những nụ cười. Xin cảm ơn các bạn. Xin chúc cho toàn thể quý vị và các bạn luôn được nhiều sức khỏe, luôn được nhiều sự an lành trong sự gia hộ của mười phương chư Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.